truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Chào mọi người, mau hoàng. Chào. Tên cậu này tên là gì nhé? Tên gì? Tên là... tôi không nhớ. Trời ơi, cậu tệ quá. Người ta đã mời hai anh em mình về nhà ăn cơm, bịa tiếp đãi đàng hoàng, nấu đồ ăn cho ăn, gặp vợ con người ta bây giờ không nhớ tên là sao? Ráng đi, bịa đi. Rồi. Tên gì? Bông lau kho tộ. Trời ơi, đó là tên đồ ăn. Thì vợ nó nấu bông lau kho tộ ngon thế còn gì nữa. Tên món ăn thì nhớ, tên chủ nhà thì lại quên. Cậu tệ thật ấy. Có Vân Ca. Vân Ca? Ừ. Khánh. Khương. Không phải. Khôi. Không phải. Khang. Khùng. Chào bác Huỳnh và bác Hoàn. Chào. Khỏe không? Tôi khỏe. Cảm ơn hai bác đã đến nhà tôi. Các cháu quý hai bác lắm, cứ khen bác Huỳnh và bác Hoàn tốt bụng mãi. Khởi đầu nơi làm việc với những người bạn như thế này thật là tuyệt. Này, tuần sau là hai ông phải đến nhà tôi ăn. Nè, mà hình như là mình chưa có số điện thoại cô ấy. Đọc số điện thoại. Tôi đọc các anh ghi nhá. Rồi. 0904 2020 7319. Ôi, cái số đuôi mà là số 8 là đẹp lắm á. Biệt hiệu là gì? Để tôi ghi kèm vào dễ nhớ. Không, tôi không có biệt hiệu. Tại sao lại không có biệt hiệu? Ví dụ như tôi là Duy Hoàn. Công ty thường gọi tôi là Hoàn Hảo. Đó, vì sao? Vì cái biệt hiệu phải đi kèm cái tên, hiểu không? Chẳng hạn như tôi tên Quỳnh, là mọi người đều gọi tôi là Quỳnh Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc à? Nhưng mà tôi chỉ có tên thôi. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Không sao. Để tôi vào gột. Này. Cửa kéo ra cho đỡ ướt. Anh giữ giùm tôi. Cảm ơn. Tôi thấy rõ ràng cậu đổ nước cho người cậu ta. Chứ còn gì nữa. Để làm gì? Đây này. Nguyễn Công Định. Coi. Định, trời ơi, định mà cũng không nhớ. Hồi nãy hỏi nó dần ca. Cái lúc gì phí tôi đấy? Này, ướt hết cả ví rồi. Ướt hết cả ví rồi. Mình định đem đi sấy mà. Gửi định. Này, định, mặc áo vào. Anh vừa gọi gì? Định, định à? Ừ. Này, cái giấy đăng ký xe mà canh lục của tôi khi nãy là của ông anh họ tôi. Hóa ra canh không nhớ tên tôi. Tôi thật thất vọng với các anh ạ. Đến giờ mà cũng không nhớ được cái tên cậu ấy là gì. Nhậu với nhau 3-4 tiếng đồng hồ mà không nhớ nổi. Mà ông cũng lạ thật đấy. Cái gì? Mang tiếng là một chủ tịch công đoàn mà không nhớ nổi tên một trưởng phòng nghiên cứu. Tên Khuynh. Cái gì? Này, thật không đấy? Này, tại sao em có thể nhớ được một cái tên khó như thế? Tại vì anh ấy rất là dễ thương. Tên Khuynh à? Khuynh. Khuynh này, tôi chính thức mời Khuynh và Huỳnh đến nhà tôi nhậu vào tuần sau. Tôi cũng chính thức mời Khuynh uống cà phê. Xin lỗi, tôi không phải tên là Khuynh. Truyền thông hoàng gia.